Không biết về nhà các bạn như nào. Hôm qua mình mới rắc vôi xong. Thật ra rắc vôi thì cái giai đoạn rắc vôi phù hợp là chúng ta rắc sau khi chúng ta thu hoạch, chuẩn bị cải tạo, chăm sóc vườn. Nhà mình hôm qua mình mới rắc xong các bạn ạ. Mình quay ghi lại để biết cái tình hình rắc vôi như này sang năm như nào. Thì đất nhà mình chủ yếu mình bón phân hóa học cho nên lần này mình rắc vôi khá nhiều. Mình rắc trên 1 tấn một cây, khoảng trên 5 cân, tráng hết cả vườn đây. Còn tình hình cái vải thiều như nào đây? Đây là khu trong vườn. Hoa cái đã nở, bắt đầu nở. Cây nhụy bắt đầu thò ra rồi. Nhụy bắt đầu thò ra, ong rất nhiều. Đây, nhụy hoa đã bắt đầu thò ra. Phải cầm sẵn cái roi đi, mà chó nó ghê lắm. Thăm vườn nó cứ sủa thôi. Đây, hoa cái đã bắt đầu nở rồi đấy. À, mình cập nhật thời gian bây giờ. Bây giờ là 16 giờ 40 phút. Thứ tư, ngày 17 tháng 3 năm 2021. Tức là ngày mùng 5 tháng 2 năm Tân Sửu. Cầm một gạch con chó này nó ta thăm vừa nó sủa đây, mình rác vôi đây, mình rác bốn xung quanh hình chiếu tán. Mấy cái vải trong vườn này bây giờ cũng đang nở hoa rồi. Đấy, rác đây, con nào sủa đáp cho một cái ra sủa nó cắn, cầm sẵn cái roi ra nó cắn chân. Hoa bây giờ nở khá đẹp, để rác vôi toàn vườn. Một cây khoảng 5 cân. Nên chỉ rắc vải thiều thôi. Chỉ rắc vải thiều thôi, không rắc vải sớm. Vải xài vải sớm quả sắp đậu rồi. Thì giữa mỗi lần rắc vôi thì không nên mới rắc. Giữa mỗi lần rắc vôi mới rắc phân, khoảng cách nên khoảng độ 20 ngày trở lên. À, hôm qua mới rắc vôi đây, nó cũng bắn lên một chút lá vải. Tuy nhiên cây vải nhà mình nó cao cho nên nó không dính vào hoa, chắc không ngại lắm. Còn các bạn mà làm vải thấp thì chúng ta phải chú ý rắc vôi làm sao cho đừng bay lên lá. Hoa cái nở trắng rồi đây, hoa cái nở rất rõ rồi đây, cây này hoa cái nở rõ rồi. Đây, bắt đầu nở. Ong này rất nhiều các bạn nhá. Ong nhiều lắm. Vì ong kêu vu vu ấy. Hoa cái nở rồi. Thôi. Vài tháng 3 mới phải u không rắc, bởi vì nó đậu quả rồi. Đợi mấy hôm nữa. Đậu xong, rắc tí NPK. Tùy vào cây. Cây nhiều quả rắc nhiều, cây ít quả rắc ít. Rồi phun nước, tưới nước. Còn lúc nào rắc thì rắc, rắc thì thôi. Vải u năm nay kém lắm. Rụng. Xong hoa như chùm này xem nào. Không có quả, mất mùa. Năm nay làm u khó quá. Ra hoa đã khó, bây giờ ra quả còn khó hơn. Bỏng vẫn tiếp tục ra hoa. Rụng hết rồi, phải u, phải sớm rụng hết rồi. Không được bao nhiêu. Đây mình rắc vôi đây. Trắng hết vườn rồi. Không được đều lắm. Tuy nhiên rắc hình chiếu tán cái nơi mà chúng ta hay bón phân đấy. Thì đợt này rắc vôi năm 2020 có mua một số nhưng mà vải có quả không rắc. Thừa được 3 bao. 3 bao đấy để tận bây giờ nó không che đậy, không có kho cho nên nó bị ướt hết rồi, không đều.
thì mấy cái bao đấy rắc cái phần gọi là phần ruộng, ruộng trên, cho nên nó thành cục 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 cục, nó không tung ra này, còn lại là vôi mới trong vườn, rắc nó tung tóe ra, đều ra vườn, toàn bộ vườn đều như thế này thôi. Hoa vải thì đều giống nhau. Mấy cây vừa rồi là mấy cây nở sớm, ra sớm, ở trong này nó thưa thoáng hơn. Còn ngoài giữa vườn và hai ruộng, vườn trúc thì nó ra sau một chút. Đây, tình hình hoa cũng như đây. Đấy, đã nở hoa cái rồi. À, đã nở hoa đực rồi, hoa cái đang chuẩn bị nở. Cây khá cao lớn, hãy gặp lại thế nha. Mẹ chẳng chia sẻ đâu, mình quay lại để lưu. Đây, rắc vôi toàn vườn. Rắc tất cả phần dễ ăn. Còn cách rắc vôi mình đất mình nó nhiều, mình không rắc được chi tiết. Mình dùng xe rùa, mình du vôi đi, mình lấy xẻng mình hất thôi. Không đều, chỗ nhiều, chỗ ít. Nhưng tóm lại cả vườn trắng tinh. Lượng vôi này là khá nhiều, không ít đâu. Đây, cả vườn trắng tinh. Xem tình hình như thế nào. Còn thời gian bây giờ là 17. 17 trừ 3 thì còn 14, tức là bây giờ mình đang gọi là giữa thu nhá, à giữa xuân, giữa mùa xuân rồi. Hoa vải đang nở. Thôi chào các bạn, cảm ơn các bạn xem video.